sẵn, tại vì chị Oanh á, chị Sara Oanh á bên Úc á gửi là 1.696.000, thì con chia làm hai bà, một bà là 848.000 nhưng mà lẻ 2.000 thôi con bù vô. Cái Lẽ ít quá đâu có lẽ này con nhiều gửi bà là 850.000, rồi đó là của chị rồi Sara Oanh, tên chị Oanh Nam á, Anh, dạ Nam bên Anh Úc, bên Úc. dạ. Bây giờ tôi á thì tôi không có cái gì hết, tôi Dạ. chỉ có cái lời cầu chúc cho Trời cô dính nói đó chuyện rồi đó, được. quanh quanh. Cô Oanh ơi, cô Oanh nè, Dạ. cô Oanh ơi, tôi cảm ơn cô, tôi cầu chúc cho cô được mạnh khỏe, được dồi dào sức khỏe, may mắn. Thôi tôi biết vậy thôi, tôi Dạ. không biết gì Rồi, nữa nói hết. chung là cũng cảm ơn nha, chị Oanh rất nhiều đã hỗ trợ cho dì Chính một số gọi là trang trải trong cuộc sống, cũng cảm ơn chị rất nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm á. Dì Chính ăn cơm trưa chưa? Mới ăn rượu thứ thì mà ăn với trái cà thơm mách với chan cái này, ăn Vậy đó hả? chan Nước nước tương tương hả? lại nước tương á, còn biết làm sao, còn biết làm sao không? Cái ta nói Dạ. tim á, tim á là Dạ. ăn cái Vậy cà vậy. Dạ con không mua. không, cái này chú lại đây chú có công chuyện. Dạ. Dạ thăm bà dì Chính. Dạ. Bà con hả? Đi đi Dạ. đi đi Quen quen chứ bà con. quen Quen tình cờ. Thật luôn mà thôi.